clb.win, website chơi chẵn lẻ liên banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ trong 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh. Truy cập ngay clb.win, chẵn lẻ liên banh thanh toán siêu tốc. Samsung TV.com, shop bán hết liên quân, net free size, uy tín, giá rẻ. Vòng quay Cung Huy, vòng quay kim cương, nhận lên đến hàng nghìn Cung Huy, hàng nghìn kim cương. Thử bấm máy liên quân, free size, thể lệch cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận Cung Huy free. Rồi, hello anh em nha. Hôm nay thì đi đường toàn xe ra đối đầu với vị tướng Butterfly nha mọi người. Nói chung là kèo này thì tôi nghĩ là trước khi cấp 4 thì Gian nó sẽ không bao giờ thua đâu. Còn lên cấp 4 thì phải đánh từ từ nha. Cấp 4, lên cấp 4 mà có Butter nó hay nội tại thì khó chơi lắm. Nên là từ từ, đầu game thì cứ đánh thoải mái đánh nó ha mọi người. Chơi thì nó cứ có nội tại, ba nội tại thì mọi người lui tí thôi. Còn bao giờ nó mất nội tại mọi người đánh nó. Thường con Butter nó mạnh là do nó có nội tại, nó được ulti 2 lần, nó thường nó sốc nhanh quá thôi. Chứ mà nó không có nội tại thì con Butter nó cũng bình thường mọi người. Rồi ha, nên là mọi người chú ý điểm đó ha. Nó có phải là tại thì cố gắng lui ha, không cứ chơi kiểu đánh thì mọi người cũng chỉ kiểu cấu rỉ không rồi chạy thôi. Chứ mà để nó tích đa tại nó combo nó rồi sát thương mọi người thì đau lắm mọi người ơi. Ok ha. Rồi, nói chung là đầu Butter thì chắc là tôi sẽ nâng cái giày hộ vệ đầu game ha mọi người. Còn cuối game thì chắc bán đi nâng cái giày kiên cường tùy tình huống ha. Rồi đó mọi người thấy không, đầu game tôi chỉ cần combo nhẹ Butter thôi là nó mất cả đống máu rồi. Đó, nói chung là đầu game trước khi cấp 4 thì mọi người cứ solo thoải mái, không gì sợ Butter hết đó. Còn lên cấp 4 rồi á thì Butter phải đánh từ từ, không có nội tại thì mới chơi thôi. Còn nó mà có nội tại cái là chơi hơi bị khó ha. Rồi, ok, nói chung là chơi cũng được thôi, nhưng mà mọi người phải kiểu đánh nhấp nhá, kiểu dụ nó ulti mọi người. Chứ mọi người mà đánh nó có ba nội tại mọi người chơi nó khó lắm. Mọi người biết có Butter rồi, nó mà có một bạn đủ nội tại là chắc chắn nó chết ấy, thằng này tốc biến đập vào tường. Và tôi tốc biến luôn nhé mọi người, tôi giữ máu tôi khỏi phải về ha. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển lên mid farm con quái nhỏ ha mọi người, farm quái thôi. Còn lính thì hưởng được bao nhiêu thì hưởng ha. Rồi nói chung mình cứ farm thôi, nó hưởng được một con là cũng được rồi. Bây giờ mình farm xong này mình về lane mình farm ha. Nói chung là đó là cách để anh em có thể ao vàng được thằng tốt thằng bạn ha. Một khi mọi người đã được lợi thế thì một cái con quái nhỏ ở bờ sông phía đường top thì với cả cái con quái nhỏ ở phía đường giữa nó rất là quan trọng ha. Nên là cố gắng di chuyển được thì hơn nhau ở vàng, kinh nghiệm là hơn nhau ở hai con quái đó thôi. Mọi người ăn được con quái đó thì mọi người chắc chắn là sẽ lên cấp 4 trước thằng bút rồi. Này nó vô ăn con tàn này mọi người. Pha này không biết tôi ăn được không nữa. Rồi đây, bài bạo chứng trị. Ừ, lượm được luôn, ăn được thằng rừng luôn nè. Chém này, đánh thường này lướt cho hai chết. Pha này lời đi nhá. Trời ơi, tem thôi. Tôi cướp được con tàu hần mà tôi giết được mạng rừng nữa. Úi dồi ôi, Butter này, Butter giờ nó còn chưa lên cấp 4 nữa. Đó, bây giờ thì chắc chắn là tôi đang lợi thế hơn rồi. Thì tôi sẽ ăn con mình con quái nhá. Nói chung là đồ game mà tem mình mà ăn được hai mục tiêu một lúc á, thì cái lượng kinh nghiệm với cả lượng vàng mình sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều ha. Nên là anh em mà để mất hai mục tiêu đồ game là hơi bị thốn đấy. Rồi ha, nói chung là cái món trang bị mới này mà đối đầu mấy con sốc sát thương nhiều kêu con Butter còn không thì rất là ngon ha. Bật lên một phát thôi là nó đánh không có đủ đam mình là chắc chắn là nó sẽ chết ngược rồi. Mọi người biết rồi, con Butter mà nó sốc không đủ đam, nó sốc không chết được mình á, thì chắc chắn là nó sẽ bị chết ngược ha. Bởi vì nó sẽ không có thể nào hồi được chiêu nữa mọi người ơi. Đó, nên là mọi người cố gắng làm sao mà để cho trâu nhất có thể ha. Đó, nên là cái trang bị mới tôi mới đánh giá là nó khá là phù hợp với con Gian ha. Kiểu con Gian là tướng bay vào, nói chung nó phù hợp với mấy con tướng mà kiểu bay vào mọi người. Nhưng mà mọi người cũng phải bật cho đúng lúc tí ha. Rồi bây giờ thì rồi ôi nhiều vàng chưa. Trời, pha này mít mình chết mình lên mình hưởng vàng. Mà rừng mình nó chưa phút 4 này là mình ăn hết vàng được lính nó luôn. Trời ơi quá trời vàng luôn, pha này Butter nó chắc nó thọt rồi. Rồi ok, cho quái nó chết đi, không cho nó ăn con quái nhỏ mọi người. Con quái đó là cái con quái trong đợt lính á mọi người, con quái con lính mà bé nhất á. Con lính nó là con lính nhiều vàng nhất luôn á. Con Butter mà ăn được con đó là nó thọt cũng hơi nhiều á. Bây giờ tôi biến về thôi năng lượng ha. Rồi bây giờ thì di chuyển lên tiếp thôi. Con bút mà nó không ăn cái quái nhỏ kia này thôi nó còn thọt nữa ha. Đó, mà tôi nghĩ nó sẽ không nghĩ là tôi sẽ biến về đâu, nên là tôi nghĩ nó sẽ không ăn con quái nhỏ đâu ha. Rồi bây giờ thì cứ gặp mặt là đánh thôi. Nhưng mà nó có nội tại full thì cũng phải cấu rỉa tí nha. Đây này, nhưng mà tầm này tôi nghĩ nó thua tôi 2 cấp, nó không dám đánh đâu mọi người. Đó, mọi người thấy lợi thế mà ăn mục tiêu chưa? Nên là đi rừng ông nào mà cố gắng đừng để mất mục tiêu ha. Không bị cướp thì cũng phải cố gắng ăn lại con mục tiêu còn lại nhé. Chứ mọi người mà để mất hai mục tiêu một lúc thì thôi, cái lượng vàng nó thọt thì khỏi nói luôn đấy. Rồi, mít mình ở trên mình chết rồi, rừng mình cũng xém chết luôn, còn chấm máu thôi. Ui, nó lấy sai rồi, độ sai đó. Rồi, cái này cấu thì rồi về farm nha. Không biết nó có ở đây không? Ôi không ai xuống à? Không ai xuống thì tôi ulti chơi luôn. Giết chắc này, ulti này, chém cho một chết này. Xin mạng nha. Tôi tưởng có ai cơ, tôi đánh nhấp nhá cơ. Ấy ấy ấy.
Rồi tôi nghĩ dừng mình xuống rồi nên là tôi ăn xong quái nhỏ tôi xuống sau ha. Đây, giết nó, giết được không? Rồi. Booster đòi đại chủ của mình à? Trời ơi, mình vẫn ao booster 2 cấp mà người ơi. Ồ, ao hơn 1 cấp chứ, ao gần 2 cấp. Trời ơi, quá là xanh luôn. Rồi, ok, trận này tôi xanh vậy đấy là tôi nghĩ tôi sẽ không nâng cái đao đâu nhé mọi người. Ừ, mọi người xanh thì mọi người đừng nâng cái đao, mọi người mà đứng ngang nó thì mọi người nâng đao thôi. Chứ mà con bút này nó mà yếu hơn mình rồi thì mình có gì phải nâng đao đâu đúng không? Rồi, mất chữ cuối nha. Đó, mất chữ cuối là tốc biến liền, đâu dám chơi mình đâu. Ồ, mình chỉ đánh không lại nó khi nó có 3 nội tại thôi. Đó, đấy, nó có 3 nội tại hên xui lắm, mình cũng chẳng biết được đâu. Còn nó không có ban không đủ 3 nội tại đánh kiểu gì nó cũng thua mình thôi mọi người. Rồi, bây giờ thì ăn tiếp con rơi ở đây thôi ha. Xong rồi ra phủ rừng mình nha, coi chừng bị cướp nha. Ôm đây, đánh luôn, sợ gì? Ôi ôi, ông rừng sợ gì? À, hết chừng trị à? Rồi rồi rồi, ok, hiểu rồi. Ông rừng cũng chưa có chừng trị. Nhưng mà phát đó lui thì cũng phải lui, kiểu lui gần gần thôi để mình ăn luôn chứ. Em mình khỏe hơn mà, có gì mà phải chạy trời. Sợ, ôi, nó vô mình giết nó luôn. Tập này mình đang 3-0, mình rất là xanh rồi ha. Rồi, booster đâu dám đánh mình đâu, bây giờ nó chỉ ôm farm thôi. Nói chung là lợi thế khi mọi người ăn được mạng đầu game nó sẽ là như vậy đó. Đường top chỉ cần ăn một mạng, có khi lợi thế đầu game thôi là khả năng mọi người đè với con booster khá là cao ha. Nhưng mà nếu mà tôi thấy cái kèo booster với kèo gian á mà mọi người đánh ngang á là cấp 4, lên cấp 4 trở đi mọi người khó ăn lắm mọi người đó. Đặc biệt là gặp mấy cái con booster mà cái bit chơi á, nó càng khó nữa. Rồi, ok, nói chung là đi top thì chỉ có vậy thôi. Mọi người chỉ xem được cái lúc nào đầu game có cái diễn biến đấy thôi, chứ đi top nhàn lắm, ít đấu tranh lắm. Bây giờ thì tôi đang có lợi thế nên tôi sẽ ép lính trước nha. Rồi, ulti này, nói chung không sao, kệ mắc cũng được, tôi đẩy lính trước rồi tôi đi di chuyển canh ha. Rồi, cướp luôn quá nhỏ ha. Đó, chắc cướp quá nhỏ thôi ha. Còn con blue thì bỏ đi mọi người, comment nó ra kìa. Chứ giờ mà tôi mà ở lại là hơi toang đấy. Rồi, bộ này lui này, chạy. Trời ơi, đó ulti mình, lui nha. Thằng Ben đó là blue á, mọi người lên cao là tí nó bay phát là chạy không kịp đâu. Đang 3-0 mà để nó sát đáo ấy, bạn làm cái gì đấy? Rồi, kìa, bắt đâu nó chiều kìa. Ui không bắt nó à. Rồi nha. Thằng Ben chắc nó vẫn đang phía blue thôi nên là mọi người đánh từ từ ha. Rồi, bây giờ thì đây này nó có 3 nội tại này, đợi nó đánh lính nhá. Rồi rồi, đánh luôn. Nó hết nội tại là chơi luôn, mọi người thấy mình chém đau chưa? Rồi, giết luôn, dí luôn nha, chắc chắn nó chết nha. Ơ kìa. Ôi, thiếu đam kìa, đánh thường rồi xong. Xàm xí thật chứ. Xàm thật chứ, tự nhiên mất tốc biến, tôi tưởng đủ đam rồi tôi lướt ra ngoài. Ôi vãi trưởng thật. Trời ơi, mất tốc biến rồi mất cả luôn cái nội đại của cái kiếm nữa. Nể thật, cứ tưởng đủ đam rồi, ai ngờ quạt không chết. Nó mất lớp áo rồi mọi người, xui vãi trưởng ra. Rồi nha, tôi vừa thấy con Ben nhá. Lướt xong chạy luôn, chạy chuồn. Và đó mà nhây thì một tí nữa men bay lại thôi khỏi chạy luôn. Rồi bây giờ đi biến về ha. À, hình quá nhưng mà không sao, các bạn nói tôi vẫn sống nha. Nào đó mà để chết nó thì nó mới gọi là chơi ngu có tiếng mà, không hiểu sao mà tự nhiên thiếu đam vãi trưởng thật. Rồi, trận này tôi sẽ nâng phức hợp kiếm nha mọi người, phức hợp kiếm rồi cái áo choàng cái tóc tông khổ và cái nanh ha. Có thể cái nanh hoặc là cái giáp tinh thần tùy tình huống ha. Nhưng mà tôi sẽ vẫn nâng phức hợp kiếm nha, trận này tôi đang rất là xanh. Rồi, bây giờ thì giả vờ đi xuống rồi bay vào ulti này. Rồi, ulti lên, chiêu 2, lướt vào, đánh, chém, lui nhẹ cái này, đau chưa? Này, pha này tăng trụ ở nhà, giết luôn. Rồi, mất nội tại, chết luôn nha, lướt phát chết này, chuyển thuyết cho mình này, lui nhẹ nhá, không biết comment đâu rồi. Ui, blue nó còn à, nó gần đây là mọi người, ơi, nó trên kia kìa. Nó trên kia thì mình lượm nó blue thôi, trời ơi, quá là ngon đấy, con violet, thôi, chuồn. Ở lại là bắn cho một phát đâu là chết luôn. Trời ơi, chơi ngu có tiếng á. Rồi, bây giờ thì ăn quái này xuống farm lính dưới ha. Úi dồi ôi, hai con xe từ từ bắn chậm thôi, đợi mình xuống. Đừng chết. Ừ, hên quá, vẫn không chết con xe. Chứ mà chết con xe là hơi bị tiếc vàng đấy. 131 vàng lận mà mọi người. Rồi ha, phát này chắc biến về ha. Cho con quái đẩy mấy trụ đi. Đấy, quá xanh rồi, để tôi soạn cái gì nhỉ? Giáp thông khổ này. Rồi, cái món cuối là nên nâng giáp tinh thần ấy, cái nanh ta. Xem coi. Chắc là nâng giáp hộ mệnh đi. Cứ soạn đi, còn tí xanh hay không thì tính ha. Hay là nâng cái nành nhỉ? Rồi, đó nói chung là hơi kệ đi, cứ soạn đi, tí nó xanh thì tính, còn giờ thì không biết. Cứ nâng vậy thôi được rồi. Đó. Rồi ha, đánh con này, tôi lên đây này, tôi đang ở trên này sắp cấp 12 mọi người. Đây, bay vào, mày chết, tốc biến đánh thường. Ui thôi xong rồi. Ui trắng lâu vậy. Ui, không giết được thằng nào luôn. Trời ơi, chết xám thật chứ. Vãi chừng thật. Con kỳ sinh tung phát tôi không làm gì được luôn. Hảo thật đấy. Trời ơi, pha này chơi ngu rồi. Bà nội nó bán phải bán lấy cái giày đi, nâng cái giày kinh cường thật.
Ai, nhái, tự nhiên để tem bạn nó sắt đào mạng, tiếc ghê á. Rồi, ok không sao. Mình thất bại thì ta làm lại. Đó, mình giờ mình bán cái Lê Cường rồi nó đỡ bị choáng lâu mất cái pha đó mà. Tôi mà hết choáng nhanh xíu hay là thằng AD lên bảng điểm số là tôi được múa được tí là ngon rồi. Tôi đang bật cái kiếm lên mọi người. Rồi, pha đó không có kiếm chắc là chết sớm hơn nữa. Nể luôn đấy. Ôi, Lily. Ơi. Đánh, đánh thường. Thôi lùi nó kéo phải là chết luôn đấy. Lùi nhẹ cái nhà. Rồi. Đây này, né này, rồi xong mất kéo là tao chơi mày. Mất kéo chơi, bỏ này, lui nhẹ này, không chơi nhá. Té nó đông lắm nha, bị con PC tung phát là tôi chết luôn đấy. Rồi hạ đấy, thằng ấy đến đầu này. Bộ này, chém thường này, chạy. Thanh niên, mình vừa đi qua hướng đó mà anh nhắm đi vào bụi là chết dở rồi. Thôi xong, ơi, đẹp này, giết được crack này. Đánh thường này, bật kiếm lên này. Đó, bật kiếm lên cho trâu tí. Nói chung là mọi người tiết kiệm bao nhiêu máu thì cứ tiết kiệm thôi. Có gì đâu mà phải sợ phí đúng không? Rồi, ok, bây giờ chắc lấy luôn cái trụ nha, không biết con kia siêu rồi. Đây nè, từ nha, đợi dùng chiều cái nhà. Rồi, ấy làm gì đây, ấy làm gì đây, nè ulti này, ulti. Ơi, sao nó không biết tung ra. Ui, cái pha đó mà tưởng mình hất tung vào nó thì nó hủy được cái chiêu chứ. Chứ mà pha đó hủy được chiêu là ngon rồi, nhưng mà thôi không sao. Bây giờ thì đi chuyển lên farm tiếp thôi. Đó, cố gắng nâng thật nhiều đồ vào cho nó xanh một tí ha. Rồi, ok, ui chích. Ui rồi, biết mình thoát còn chấm máu luôn, ảo thật đấy. Rồi ha. Không biết em bạn đâu rồi nhỉ? Tôi chuẩn bị hết mana rồi. Hy vọng dừng cho mình xin con bùa xanh đi. Rồi, cho tôi bùa xanh đi. Ui, ở đây không có nick này, không có gắn cái để tôi ăn bùa nhá. Nhưng mà không, dừng mình cho mình bùa rồi. Trời ơi, đồng đội quá tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Bây giờ thì lượng con bùa đấy, xong cái giáp khổ rồi nha. Bây giờ thì trâu hơn một tí rồi. Giáp khổ hơi bị khỏe nha. Món giáp khổ đối, bùa này tôi thấy là một món đam đấy. Rồi, không biết con nào qua đây ăn bùa đỏ không? Thằng Ben đâu rồi? Hôm qua thì mình lượm luôn ha, mình lượm xong mình xuống căn bát ngon hơn ha. Tôi nghĩ em bạn nó sẽ xuống phường đồ lu khá là nhiều đấy. Rồi nắp đây tí nhá, nắp đây này, tí nó sẽ có thằng một thằng qua, thằng nào qua không biết. Đây rồi, bổ này, ulti chết này, lượm này, né này, nó, trời ơi nghệ chưa. Rồi lui nhẹ cái nhá, rồi bổ này, nó mọi người đánh mọi người phải combat sao mà mọi người phải nhìn em bạn á, mọi người đoán chiêu xem nó có. Ấy mày đòi chạy, tao có tốc biến này, mày đòi chạy. Ấy sao bạn Aya lại ăn của mình rồi, trời ơi. Bạn Aya để mình ăn pha này chứ. Rồi pha này giết nó gờ đắc ở lui nha. Úi thổ, pha này không ăn được mạng luôn, biết ai ăn đấy nhỉ? À oi ăn à. Rồi ok, trời ơi, tên bạn làm một pha combat. Nói chung mọi người chơi ra, mọi người muốn mà sao lại khỏe thì mọi người phải nhìn tên bạn nó có những cái con chiêu gì. Ví dụ con Kishi có hất tung, tôi chỉ cần né cái tung của Kishi là thôi, xong rồi pha đó trận combat nó là có vẻ xác định rồi đó. Đó nên là với cả mọi người nhìn nữa, khi mọi người lao vào combat á, mọi người thấy tên bạn của nó có chiêu á thì mọi người phải cố gắng đánh sao mà nhử chiêu nó nhá. Còn nhử không được thì tùy từng huống thôi. Cái này là van ấy là tôi hên tôi nhử được thôi á, kiểu tôi đánh là tôi lui luôn á. Hay tên bạn nó dồn chiêu hết rồi thì tôi lại bay lại thôi. Lúc đó bạn hết chiêu để đánh tôi rồi thì lúc đó là mọi người cứ thoải mái tự do xả sát thương thôi đúng không? Còn bây giờ thì lui này. Từ nhá. À, còn AD bắn đầu ấy nha. Thấy em bắn nó đầu rát đó. Tôi có cái giáp thông khổ nó bắn như vậy đó. Tí nữa nó đủ đồ mới nó bắn đầu cái nào nữa. Rồi. Bây giờ thì chắc lượm con blue trước nhé mọi người. Không biết thằng ấy qua mất tường mất tiêu rồi. Thằng nào qua đây không? Rồi nhá. Ok, cho mình xin để mình ăn trọ. Để mình ăn trọ, ừ cảm ơn nhá. Bạn về ăn bùa lui nhà đi. Mình ăn mình đi nhau ra sướng. Rồi, mình vừa thấy thằng Booster này. Ai pha này bắt được thằng Crack. Thằng mid nó chạy nhanh quá này bắt Crack nha. Bù ha. Rồi mọi người thấy chưa? Đam to không? Tôi mới chỉ nâng hai cái món đam thôi á, mọi người thấy đam nó bự chưa? Rồi né này, ulti vào luôn này. Thánh này bật cái kiếm này. Rồi đam này, mày ấy. Ấy đam thần. Ui, bắn chậm rồi. Trời ơi, tiếc thế. Trời ơi, bấm nhanh tí nữa là pha này thành highlight rồi. Nhưng mà bấm chậm quá mọi người, tôi lick rồi nhưng mà lick lần đầu nó bị hụt mà. Ôi lần đầu tôi ăn hụt hát hồi sát hồi sinh ấy là nó không kịp. Ui tiếc vãi trưởng ra. Ôi nhưng mà pha này có khả năng win luôn rồi. Ok, nói chung là trận đấu này thì đánh khá là dễ ha. Nói chung là cảm ơn em đã coi clip nhá. Nếu thấy hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like, một subscribe hộ kênh tối ha. Cảm ơn em rất là nhiều ha. Rồi ok, bye bye anh em, hẹn clip sau nha. Bye bye.